Chào mọi người, mình vừa mới cắt mí dưới dấu chỉ tạo hình thẩm mỹ mắt cho khách hàng xong. Đây là vừa mới làm xong mọi người nhé. Mắt rất là đẹp và to tròn. Bây giờ cùng nhìn mắt của bạn lúc trước khi làm. Thì mọi người có thể thấy là hai cái bọng mỡ dưới mắt của bạn ấy rất là lớn này, khiến đôi mắt của bạn ấy bị nhỏ, với cả trông bị già, với thâm quầng thiếu ngủ nhé. Còn đây là sau khi cắt đây, mọi người có thể so sánh là trước và sau luôn. Đó, có thể thấy là sau khi cắt cái bọng mắt đi thì mắt của bạn ấy nó to hơn ha, to hơn, đỡ bị dại hơn. Đấy, để mình zoom lại gần cho mọi người nhìn. Mình may theo phương pháp khâu dấu chỉ nhá. Đây, phương pháp may dấu chỉ là hoàn toàn không để lại sẹo nha mọi người. Ok, đấy, quay gần nhá. Ai quan tâm đến việc tạo hình thẩm mỹ mắt thì inbox mình tư vấn thêm nhé.